Hơn một tháng nay, khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận lượng bệnh nhi mắc sởi tăng cao. Có ngày cao điểm lên tới 50 ca bệnh, trong đó có những ca phải nằm điều trị kéo dài do gặp các biến chứng bội nhiễm ở phổi. Phần lớn trẻ mắc đều chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi. Chỉ đạo của Sở Y tế thì Viện Pasteur giống như Nhi đồng 1 hay phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới cũng đã huấn luyện tập huấn lại cái bệnh sởi hết cho tất cả các trung tâm y tế, các bệnh viện luôn và những cái trung tâm y tế mà có giường bệnh luôn. Có thể luôn để mà chăm sóc điều trị bệnh sởi tại chỗ. Và quan trọng nhất là vấn đề dự phòng bệnh sởi là cái chủ yếu, bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta nên phòng bệnh tốt hơn là chúng ta trị bệnh. Một trong những lý do chính dẫn tới nguy cơ bùng phát dịch sởi là vì độ bao phủ vaccine trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt. Chính vì vậy, công tác tiêm bù, tiêm vét vaccine đang được đẩy mạnh trên khắp các quận huyện. Trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc có bệnh nền cũng được lập danh sách theo dõi sức khỏe và tiêm vaccine ngay khi có thể. Trạm vẫn tiếp tục những cái kế hoạch tiêm mũi sởi 1, sởi 2 cho những bé theo độ tuổi. Tuy nhiên, có một số bé đã quá lứa tuổi nhưng mà chưa tiêm thì trạm y tế lập danh sách và xác minh từng trẻ tới từng địa chỉ nhà để tư vấn mời gọi tiêm để đạt được cái tỷ lệ tiêm chủng cao và đạt được cái miễn dịch cộng đồng để bảo vệ trẻ. Để hạn chế thấp nhất ca tử vong do sởi, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trẻ thuộc nhóm nguy cơ là những trẻ suy giảm miễn dịch, có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine. Công tác thu dung điều trị tại các bệnh viện sẽ cần phải tập trung quan tâm tới việc phân luồng tiếp nhận các bệnh sởi, hạn chế việc lây lan bệnh sởi trong bệnh viện và đặc biệt quan trọng nhất là hạn chế việc lây lan sởi đến những khoa điều trị các bệnh mãn tính cho các trẻ này. Trong một tuần vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 100 ca phát ban nghi sởi, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó có hơn 23% là trẻ dưới 9 tháng tuổi, hơn 57% trẻ từ 9 đến 5 tuổi, còn lại trên 5 tuổi. Tất cả các ca nghi mắc đang được lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định.